Lưu ý quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Tháng 1 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tháng 4 hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của luật này. Tại Điều 12 luật này thì đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm công dân nam đủ 17 tuổi trở lên, công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 luật nghĩa vụ quân sự 2015 đủ 18 tuổi trở lên.